Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của bạn Di. Hôm nay bạn Di đi hái cherry. Cherry nha mọi người. Nhiều lắm. Đang xì xì luôn. Đây. Đây mình sẽ hái cherry ha mọi người. Đó, chín nó chín đen hết trơn luôn. Ngọt lắm á. So beautiful. Đen xì xì luôn. Mấy cái màu đen đó là nó ngọt lắm đó. Thật hả? Can I have the basket, Roberto? Can I have a basket? What's that? A basket. Basket. You want me to get another basket? No. Here, you can hold. Here. There you go. Thank you. Ham quá. À, bây giờ là cuối mùa rồi đó mọi người, nên nó hơi nhỏ nhưng mà nó đen rất là ngọt. Đó, thích chưa? Ngọt lắm nha. Em nhỏ nhưng mà em có vỏ đấy. Cái đen á nó ngon, nó ngọt lắm đó mọi người. Cái nó ngọt. Ooh, look at this one. Wow. Look at this. See? Wow. Hôm nay mình đi trong vườn mình hái. Ở đây người ta cho mình hái rồi một đô một thao. Hồi lúc trước, hồi hai tuần trước Di đi, Di hái ở chỗ kia 4 đô một thao. Nhưng mà nó không có chín, không có ngọt giống như là ở đây. Bây giờ cái này là đang cuối mùa rồi mọi người, nên còn cũng không có nhiều. Đi. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn nha mọi người, nhưng mà cái này mình ăn chút xíu cái là mình no rồi. See this? Pretty, huh? So pretty. So I'm gonna pick some. Just pick some now. And then, what you do? Wipe it in your pants. Wipe them. Clean them in your pants. So they're nice and clean. Then, pop down your mouth. Mmm. Cool. Ngọt lắm mọi người, rất là ngọt, không có chua nha. Có những trái giống như cái này ha. Đây là những cái trái này nó hơi bị khô rồi nè, nhưng mà bạn Nhi rất là thích. Nó khô nhưng mà nó rất là ngọt. Ăn thử nha. Lau đi.
lau cho nó sạch. Rất là ngọt và giòn. Ngọt và giòn không mọi người? Và đây là thành quả sau 2 tiếng đồng hồ hái ha mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video của Bằng Di. Nếu mọi người thích thì xin mọi người hãy subscribe và like cái video cho Di ha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.